Thưa quý vị, Bắc Bộ miền Trung đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt nóng cuối tháng 6. Sang ngày mai, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng và miền Bắc trời nắng từ sớm, với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ đồng loạt tăng cao từ 35 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng, thủ đô Hà Nội và tỉnh Hòa Bình là tâm nóng ở miền Bắc, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng từ 38 đến 39 độ. Dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng cộng thêm ảnh hưởng của gió phơn, cái nóng ở Trung Bộ có phần gay gắt hơn so với miền Bắc. Trong ngày mai, cả một dọc miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Khánh Hòa đều xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong đó, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là khu vực xảy ra nắng nóng gay gắt nhất. Nhiệt độ trong ngày mai duy trì trong ngưỡng từ 36 đến 38 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa, nhiệt độ ở mức từ 35 đến 37 độ. Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn là những vùng chưa xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây từ 33 đến 34 độ. Phía Nam, những cơn mưa rào và dông vẫn xuất hiện đều đặn. Chiều và tối mai ở khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ là những vùng có mưa nhiều, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Mưa làm cho nền nhiệt Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ở mức dễ chịu, từ 29 đến 32 độ ở khu vực Tây Nguyên, còn ở Nam Bộ mức nhiệt là từ 32 đến 34 độ. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh mẽ hơn, ở Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sẽ gia tăng đáng kể. Trên biển, ở khu vực phía đông của Philippines hiện đang xuất hiện một vùng áp thấp, trong 1 đến 2 ngày tới nó sẽ di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dưới tác động của hoàn lưu vùng xoáy thấp này, ở khu vực phía đông, vùng biển Bắc và giữa của Biển Đông sẽ có mưa dông mạnh. Với khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, mưa dông cũng tăng dần lên mức rải rác, tầm nhìn xa thấp dưới 10 km, kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật.